Việt Linh xin kính chào quý khán thính giả. Xin chào mừng quý vị đến với chương trình tin tức chào buổi sáng của hệ thống truyền hình Việt Nam. Hôm nay là ngày Chủ nhật ngày 24 Tây tháng 9 năm 2023. Trong chương trình hôm nay, Việt Linh có 3 bài bình luận xin gửi đến quý vị thính giả. Chúng ta bắt đầu với bài bình luận đầu tiên với nhan đề Donald Trump bị cấm đe dọa nhân chứng trong vụ bỏ phiếu năm 2024. Bài của Ayla Slisko. Kính thưa quý vị, thẩm phán tòa án quận Denver, bà Sarah Wallace, hôm thứ Sáu đã chấp thuận yêu cầu của nhóm cơ quan giám sát tự do công dân vì trách nhiệm và đạo đức, gọi tắt là CREW, về lệnh ngăn Trump đưa ra các mối đe dọa hoặc cố gắng đe dọa bất kỳ ai liên quan đến những vụ án của ông ta. Bà nói rằng, tôi hiểu 100% mối quan tâm của mọi người đối với các bên, các luật sư và bản thân tôi. Thành thật mà nói rằng các nhân viên của tôi cũng gặp phải nhiều mối đe dọa dựa trên những gì chúng tôi đã thấy trong các trường hợp khác. Bà thẩm phán đã cấm cựu tổng thống buông lầm Donald Trump không được đưa ra những lời đe dọa liên quan đến vụ kiện nhằm loại ông ta ra khỏi cuộc bỏ phiếu bầu cử tổng thống năm 2024 ở tiểu bang Colorado. Nhóm cơ quan giám sát tự do công dân vì trách nhiệm và đạo đức CREW đã để đơn kiện vào đầu tháng này để ngăn chặn Donald Trump trở thành ứng cử viên năm 2024 ở tiểu bang Colorado dựa trên một điều khoản trong tu chính án thứ 14 của Hiến pháp Hoa Kỳ. Đó là cấm bất kỳ người nào tham gia nổi dậy hoặc nổi loạn sau khi đã tuyên thệ nhậm chức và tranh cử lại. Luật sư của Trump là Scott Gessler được cho là đã lập luận chống lại lệnh này vì các mối đe dọa và hăm dọa vốn đã là bất hợp pháp. Đồng thời ông ta còn nói là đó là vụ việc trọng tâm của cuộc tranh luận chính trị mạnh mẽ có hơi hướng chính trị. Mặc dù vụ kiện ở tiểu bang Colorado là một vụ án dân sự, Donald Trump đã không nhận tội với 91 cáo buộc trọng tội trong 4 cáo trạng hình sự khác nhau trong năm nay. Donald Trump cho rằng ông ta là nạn nhân của sự đàn áp, chính trị và can thiệp bầu cử, trong khi ông ta đang vận động tranh cử với tư cách là đảng viên Cộng hòa hàng đầu năm 2024. Đúng là cựu tổng thống 45, ông ta chưa bị chính thức buộc tội nổi dậy hay nổi loạn trong bất kỳ trường hợp nào. Nhưng thưa quý vị, bất chấp những điều đó, một số chuyên gia pháp lý đã lập luận rằng Donald Trump không còn đủ tư cách để giữ chức vụ dựa trên các hành động của ông ta liên quan đến vụ tấn công ngày 6 tháng 1 vào điện Capitol của Hoa Kỳ. Bởi vì điều khoản của tu chính án thứ 14 không quy định rằng cần phải bị buộc tội hoặc bị kết án. Donald Trump đã tấn công vụ kiện trong một bài đăng trên Truth Social là nền tảng riêng của ông ta hồi đầu tháng này. Ông ta gọi nhóm cơ quan giám sát tự do công dân vì trách nhiệm và đạo đức CREW là loạn trí, trong khi khoe khoang về số phiếu bầu của mình và đưa ra một tuyên bố không có bằng chứng rằng bà phó bộ trưởng tư pháp Hoa Kỳ là bà Lisa Monaco có làm việc bất hợp pháp với nhóm này trong vụ kiện. Vụ kiện ở Colorado là một trong hàng chục vụ kiện tìm cách cấm Trump làm ứng cử viên năm 2024 dựa trên cùng điều khoản tu chính án thứ 14. Tòa án tối cao Hoa Kỳ dự kiến sẽ quyết định xem có tiếp nhận một vụ kiện tương tự từ ứng cử viên tổng thống lâu năm của đảng Cộng hòa John Castro vào tuần tới hay không. Và điều này có khả năng làm rõ điều khoản và xác định được là liệu Donald Trump có thể bị cấm theo mục 3 tu chính án thứ 14 hay không. Và lời kết cho bài bình luận này, kính thưa quý vị, cùng là hai người đàn bà, hai vị nữ thẩm phán, nhưng mà xem ra bà thẩm phán quận Denver, Colorado, Sarah Wallace,
cứng cỏi hơn, mạnh tay hơn, không nói mà làm. Bà đã ra lệnh cấm tên anh chị xã hội đen, không được đe dọa, miệt thị những người kiện ông ta, nhằm ngăn ông ta không có được tên trong lá phiếu năm 2024 tại tiểu bang Colorado. Còn thẩm phán quận Columbia, Washington, Tanja Chutkan, bà là người đã lên tiếng cảnh báo trước Donald Trump trong vụ án G6 tại Washington, thì lại không hành động gì. Khi mà Donald Trump đã liên tục đe dọa, miệt thị các quan chức chính phủ, thẩm phán, công tố viên, bồi thẩm đoàn, không chừa một ai cả. Nhưng mà bà Chutkan dường như vẫn còn e ngại điều gì đó, mà không thể ra lệnh bịt miệng cái loa phường Mar-a-Lago này. Hay là hệ thống tư pháp tòa án Mỹ có nhiều tầng nhiều lớp, chỗ dễ, chỗ khó, chỗ nghiêm khắc, nơi dễ dãi, thật là khó hiểu. Và chúng ta bắt đầu với bài bình luận thứ hai trong chương trình hôm nay, kính thưa quý vị. Với nhan đề là 5 dấu hiệu cảnh báo đảng Cộng Hòa sẽ thất bại trong cuộc bầu cử năm 2024, bài của James Bickerton. Kính thưa quý vị, Donald Trump hiện là ứng cử viên hàng đầu cho đề cử tổng thống của đảng Cộng Hòa năm 2024, đã đạt được tiến bộ so với tổng thống Biden theo các cuộc thăm dò gần đây. Một cuộc khảo sát gần đây của Harvard Harris cho thấy là Trump sẽ nhận được sự ủng hộ của 44% người Mỹ trong cuộc tranh cử tổng thống với Biden, khi ông chỉ nhận được có 40%. Tuy nhiên đó chỉ là kết quả của một cuộc thăm dò trong số nhiều cuộc thăm dò. Nhưng mà trên thực tế, các chính trị gia của đảng Cộng Hòa đã và đang phải hứng chịu một loạt thất bại về bầu cử và pháp lý trong vài tháng qua. Đã đặt ra câu hỏi là về sự thất bại trong các cuộc bầu cử của đảng này, nó có ảnh hưởng gì đến cuộc tranh cử tổng thống, quốc hội và cấp tiểu bang vào năm 2024 hay không? Vào tháng 7, một tòa án ở tiểu bang New York đã ra lệnh cho các nhà lập pháp phải vẽ lại ranh giới bầu cử trong một hành động được cho là sẽ mang lại lợi thế thêm 6 ghế cho đảng Dân Chủ. Vào tháng 8, cử tri Ohio đã bác bỏ nỗ lực của đảng Cộng Hòa nhằm khiến việc đưa quyền phá thai vào hiến pháp tiểu bang trở nên khó khăn hơn. Những đòn thất bại mới nhất của đảng Cộng Hòa ở cấp tiểu bang như ở New Hampshire, Pennsylvania và Florida vào thứ ba, đó là những thất bại liên tục của đảng Cộng Hòa trong thời gian vừa qua. Còn đảng Dân Chủ thì sao quý vị? Những chiến thắng của đảng Dân Chủ đã diễn ra bất chấp con số thăm dò của tổng thống Biden thấp hơn so với Trump. Tôi có thể kể ra một số chiến thắng của đảng Dân Chủ như ở New Hampshire. Hôm thứ Ba, đảng viên đảng Dân Chủ Han Rafter đã lật đổ quận 1 của quận Rockingham tại Hạ viện New Hampshire, đánh bại đối thủ đảng Cộng Hòa là dân biểu Jim Guzowski với 56% trên 44%. Mặc dù đây là khu vực bầu cử đã ủng hộ Trump vào năm 2020. Sau khi Rafter tuyên thệ nhậm chức, đa số đảng Cộng Hòa tại Hạ viện New Hampshire sẽ giảm xuống chỉ còn 198 trên 197. Điều này có thể trở thành một mối liên hệ ràng buộc với cuộc bầu cử đặc biệt cho chiếc ghế trống nghiêng về đảng Dân Chủ sẽ diễn ra vào ngày 7 Tây tháng 11. Tại Pennsylvania, đảng Cộng Hòa ở Pennsylvania đã phải chịu một thất bại khác vào thứ Ba. Sau nỗi thất vọng trong cuộc bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 năm ngoái, khi đảng viên đảng Dân Chủ Lindsey Paul giành chiến thắng trong cuộc bầu cử đặc biệt cho chiếc ghế còn trống tại Hạ viện quận 21 và đánh bại Erin Connolly Altenrice của đảng Cộng Hòa. Sau khi bà Lindsey Paul tuyên thệ nhậm chức thì đảng Dân Chủ sẽ có đa số mỏng là 102 trên 101
tại Hạ viện Pennsylvania, mặc dù Thượng viện tiểu bang vẫn còn nằm dưới sự kiểm soát của Đảng Cộng Hòa. Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11 năm 2022 là một thảm họa đối với Đảng Cộng Hòa ở tiểu bang Pennsylvania, khi các ứng cử viên Đảng Dân Chủ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử thống đốc tiểu bang và một cuộc chiến đầy rủi ro tại Thượng viện Hoa Kỳ, trong đó ông John Fetterman đã đánh bại đồng minh của Trump là Mehmet Oz. Và tại tiểu bang Florida, ứng cử viên Đảng Dân Chủ Donna Deegan đã được bầu làm nữ thị trưởng đầu tiên của Jacksonville hôm thứ Ba, đánh bại Daniel Davis của Đảng Cộng Hòa với 52% số phiếu bầu. Cuộc bầu cử chứng tỏ Đảng Dân Chủ vẫn có thể cạnh tranh ở ngay tiểu bang Florida, là một tiểu bang ngày càng nằm dưới sự thống trị của thống đốc Đảng Cộng Hòa Ron DeSantis. Và tại tiểu bang Ohio, vào ngày 8 tháng 8, các cử tri ở Ohio đã bác bỏ vấn đề số 1 của tiểu bang. Vấn đề này sẽ khiến việc coi việc phá thai là một quyền trong hiến pháp tiểu bang sẽ trở nên khó khăn hơn, từ 57% đến 43%. Đề xuất được Đảng Cộng Hòa hậu thuẫn sẽ tăng ngưỡng sửa đổi hiến pháp tiểu bang lên 60% số phiếu bầu trước cuộc thăm dò dự kiến về việc kết hợp quyền phá thai. Cuộc bỏ phiếu có thể đưa Thượng nghị sĩ Đảng Dân Chủ Sherrod Brown vào con đường tái tranh cử. Và tại tiểu bang New York, vào tháng 7, một tòa án tiểu bang New York đã ra lệnh cho các nhà lập pháp phải vẽ lại các bản đồ quốc hội được sử dụng cho cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2022 với lợi thế nghiêng về Đảng Cộng Hòa. Và lời kết cho bài bình luận này, kính thưa quý vị, nói tóm lại, qua các cuộc bầu cử cấp cơ sở tại các tiểu bang, Đảng Dân Chủ đang thắng thế. Điều này càng khẳng định kết quả của những con số từ những cuộc thăm dò chỉ là quan điểm riêng tư của một số ít người. Những người họ không nắm rõ được những diễn biến bầu cử, những phán quyết của các tòa án tại nhiều tiểu bang, mà họ chỉ nhìn vào cuộc vận động tranh cử của Trump. Họ nhìn vào số tiền mà Trump móc túi được từ binh đoàn Zombie MAGA. Họ nhìn vào những lời giao to búa lớn của Trump trên Truth Social mà đưa ra những đánh giá không trung thực. Theo tôi thì, thưa quý vị, ngựa chạy đường dài mới biết ngựa hay. Riêng đối với một số người đang dao động, lo ngại vấn đề tuổi tác của Tổng thống Biden sẽ là một trở ngại lớn cho vấn đề tái tranh cử, họ mổ xẻ đề tài này trong những ngày vừa qua và đưa ra những ý kiến tiêu cực, thì tôi có thể nói rút gọn như thế này. Đúng, tôi đồng ý với quý vị là vấn đề tuổi tác nó có ảnh hưởng, không sai chút nào. Nhưng hiệu suất và ảnh hưởng tích cực từ những chính sách đúng đắn đang ngày càng rõ nét hơn. Nó đem đến những lợi ích cho cuộc sống của người Mỹ hiện nay. Người Mỹ đã cảm nhận được điều đó. Và như tôi đã có nói trong các bài bình luận trước, rằng trong Đảng Dân Chủ, không ai có đủ uy tín và can đảm ra thách đấu với Tổng thống đương nhiệm. Bởi vì họ biết rõ một điều, để thắng được Donald Trump, chỉ là Biden, chứ không thể là ai khác. Bất kể là những đảng viên dân chủ, những cử tri dân chủ có thích ông Biden hay không. Và khi cuộc tổng tuyển cử ngày càng đến gần, xác suất Donald Trump sẽ là ứng viên đại diện cho Đảng Cộng Hòa đang khá cao. Như vậy, khi quý vị cầm lá phiếu trong tay, các cử tri đảng dân chủ và cử tri độc lập sẽ bỏ phiếu cho ai đây? Cho một kẻ bất xứng, rối loạn nhân cách, hay cho một ông già lù khù, chậm chạp, nhưng làm được việc? Hãy chọn đi. Còn những ai đang cố tình bươi móc chuyện tuổi tác, già trẻ, thì hãy nên tập trung vào những vấn đề quan trọng khác của quốc gia. Sẽ tốt hơn là cứ chăm chút vào một vấn đề không thể nào làm khác được. Và bài bình luận thứ ba, kính thưa quý vị, với nhan đề là chính phủ Mỹ đóng cửa, cái gì đóng, cái gì vẫn mở.
Bài được đúc kết từ các bài viết của Andy Sullivan và Ned Raymond. Kính thưa quý vị, nhiều dịch vụ của chính phủ Hoa Kỳ sẽ bị gián đoạn và hàng trăm ngàn công nhân liên bang sẽ nghỉ việc không lương nếu quốc hội không cung cấp kinh phí cho năm tài chính bắt đầu từ ngày 1 tháng 10. Những người lao động được coi là thiết yếu sẽ vẫn làm việc, nhưng mà không được trả lương. Dưới đây là hướng dẫn về những gì xảy ra khi mà chính phủ đóng cửa và những ai là những người sẽ bị ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp. Quân đội, 2 triệu nhân viên quân sự Hoa Kỳ sẽ vẫn ở trong vị trí của họ, nhưng mà khoảng một nửa trong số 800.000 nhân viên dân sự của ngũ giác này sẽ bị nghỉ cho tạm thời không có lương. Và các hợp đồng được trao trước khi ngừng hoạt động chính phủ vẫn sẽ tiếp tục, và ngũ giác đài có thể đặt hàng mới các vật tư hoặc dịch vụ cần thiết để bảo vệ an ninh quốc gia. Các hợp đồng cần gia hạn sẽ không được phép. Các khoản thanh toán cho các nhà thầu quốc phòng như là Boeing, Lockheed Martin và Raytheon có thể bị trì hoãn. Cơ quan an ninh hạt nhân quốc gia của Bộ Năng lượng sẽ tiếp tục hoạt động bình thường. Về vấn đề thi hành pháp luật, các đặc vụ tại FBI, Cục Quản lý Ma túy, Sở Mật vụ và các cơ quan thực thi pháp luật liên bang khác sẽ vẫn làm việc. Nhân viên nhà tù cũng sẽ tiếp tục làm việc. Các cuộc truy tố hình sự, bao gồm cả 2 vụ án liên bang chống lại cựu Tổng thống 45, Donald Trump, vẫn sẽ tiếp tục. Hầu hết các vụ kiện dân sự sẽ bị hoãn lại. Viện trợ cho các sở cảnh sát địa phương và các khoản tài trợ khác có thể bị trì hoãn. Các cơ quan tuần tra biên giới và thực thi nhập cư cũng như các nhân viên hải quan sẽ tiếp tục làm việc. Cảnh sát biển sẽ tiếp tục hoạt động. Hầu hết các nhân viên bảo vệ người tiêu dùng của Ủy ban Thương mại Liên bang sẽ bị sa thải. Về ngành vận tải, nhân viên kiểm tra an ninh sân bay và nhân viên kiểm soát không lưu vẫn sẽ phải làm việc, mặc dù việc vắng mặt có thể là một vấn đề lớn. Việc đào tạo các kiểm soát viên không lưu mới sẽ bị dừng lại. Một số dự án cơ sở hạ tầng lớn có thể phải đối mặt với sự chậm trễ do việc đánh giá và cấp phép về môi trường sẽ bị gián đoạn. Về với lĩnh vực đối ngoại, Đại sứ quán và Lãnh sự quán Hoa Kỳ sẽ vẫn mở cửa. Việc giải quyết hộ chiếu và thị thực sẽ tiếp tục miễn là có đủ chi phí để trang trải cho các hoạt động. Các chuyến đi chính thức, các bài phát biểu và các sự kiện khác không cần thiết sẽ bị hạn chế. Một số chương trình viện trợ nước ngoài cũng có thể cạn tiền. Về vườn quốc gia và tài nguyên thiên nhiên, thì 63 công viên quốc gia của Hoa Kỳ tùy theo quy mô lớn nhỏ có thể bị đóng cửa một hay nhiều phần. Các nỗ lực chống cháy rừng vẫn sẽ tiếp tục. Về ngành khoa học, nghiên cứu khoa học sẽ bị gián đoạn khi các cơ quan như Viện Y tế Quốc gia, Quỹ Khoa học Quốc gia và Cơ quan Khí quyển và Hải dương học Quốc gia sẽ sa thải hầu hết công nhân của họ. NASA sẽ tiếp tục hỗ trợ trạm vũ trụ quốc tế và theo dõi các vệ tinh, nhưng 17.000 trong số 18.300 nhân viên của họ sẽ bị cho nghỉ việc tạm thời. Dự báo thời tiết và quy định về nghề cá sẽ tiếp tục, cũng như việc xem xét bằng sáng chế và nhãn hiệu sẽ tiếp tục. Việc thử nghiệm các loại thuốc và thiết bị y tế mới vẫn sẽ tiếp tục. Về vấn đề sức khỏe, thưa quý vị, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh sẽ tiếp tục theo dõi các đợt bùng phát dịch bệnh, mặc dù các hoạt động y tế công cộng khác có thể bị ảnh hưởng do hơn một nửa số nhân viên của cơ quan này sẽ phải nghỉ việc tạm thời. Viện Y tế Quốc gia sẽ sa thải hầu hết nhân viên của mình và trì hoãn các thử nghiệm lâm sàng mới để điều trị y tế. Các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho cựu chiến binh và người Mỹ bản địa vẫn sẽ tiếp tục. Hầu hết các cuộc kiểm tra các địa điểm giải quyết chất thải nguy hại, nước uống và các cơ sở hóa chất sẽ dừng lại. Việc dọn dẹp các địa điểm bị ô nhiễm sẽ chậm lại hoặc dừng lại.
việc thanh tra an toàn thực phẩm của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm có thể bị trì hoãn. Về vấn đề quy định tài chính, thì Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch sẽ cho nghỉ phép khoảng 90% trong số 4.600 nhân viên của mình và đình chỉ hầu hết các hoạt động, chỉ để lại một lượng nhân viên quan trọng nhất để ứng phó với các trường hợp khẩn cấp. Ủy ban Giao dịch Hàng hóa sẽ cho gần như tất cả nhân viên của mình nghỉ việc tạm thời và ngừng giám sát, thực thi và quản lý. Cục Dự trữ Liên bang, Tổng Công ty Bảo hiểm, Tiền gửi Liên bang và Văn phòng Kiểm soát Tiền tệ sẽ tiếp tục hoạt động như bình thường vì chúng được tài trợ bởi phí của ngành thay vì phân bổ của Quốc hội. Về vấn đề an sinh xã hội và Medicare, cơ quan an sinh xã hội sẽ tiếp tục cấp trợ cấp hưu trí và trợ cấp tàn tật, đồng thời các khoản thanh toán sẽ vẫn tiếp tục theo các chương trình y tế, Medicare và Medicaid. Cơ quan quản lý cựu chiến binh sẽ tiếp tục trả trợ cấp cho cựu chiến binh. Về vấn đề ứng phó thiên tai, hầu hết nhân viên của cơ quan quản lý khẩn cấp liên bang sẽ vẫn làm việc bình thường. Về ngành nông nghiệp, các chương trình trợ cấp cây trồng sẽ tiếp tục, cũng như việc kiểm tra thịt, trứng và trái cây, rau quả. Về ngành giáo dục, các khoản trợ cấp Pell và các khoản vay dành cho sinh viên sẽ tiếp tục được thanh toán, nhưng có thể bị gián đoạn vì hầu hết nhân viên của Bộ Giáo dục sẽ bị cho nghỉ việc tạm thời. Về vấn đề chăm sóc trẻ em, theo Tòa Bạch Ốc, 10.000 trẻ em từ các gia đình có thu nhập thấp sẽ không được tiếp cận chương trình mầm non Head Start. Về vấn đề hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ thì các cơ quan quản lý doanh nghiệp nhỏ sẽ không thể phát hành bất kỳ khoản vay mới nào, mặc dù các khoản vay dành cho các doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi thiên tai sẽ vẫn tiếp tục. Về vấn đề nhân công, việc kiểm tra an toàn tại nơi làm việc sẽ bị hạn chế và các cuộc điều tra về hành vi trả lương không công bằng sẽ bị đình chỉ. Khả năng hòa giải các tranh chấp lao động của Ủy ban Quan hệ Lao động Quốc gia sẽ bị hạn chế vì gần như toàn bộ 1.200 nhân viên của cơ quan này sẽ bị cho nghỉ việc tạm thời. Và Tòa Bạch Ốc, thưa quý vị, trong thời gian đóng cửa năm 2018-2019, Tòa Bạch Ốc đã cho 1.100 người trong số 1.800 nhân viên của văn phòng điều hành của Tổng thống nghỉ việc tạm thời. Một số văn phòng, chẳng hạn như Hội đồng An ninh Quốc gia, vẫn tiếp tục hoạt động hết công suất, trong khi những văn phòng khác như văn phòng quản lý và ngân sách bị thu hẹp quy mô đáng kể. Và chuyển phát thư, bưu kiện, thì Bưu điện Hoa Kỳ sẽ không bị ảnh hưởng vì nó không phụ thuộc vào nguồn tài trợ của Quốc hội. Việt Linh xin cảm ơn sự lắng nghe của quý khán thính giả và xin kính chúc tất cả quý vị một ngày hạnh phúc, bình an. Xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai. Xin kính chào.